có một sự kiện đặc biệt, đó là một bạn người cá đến từ Huế đến với câu lạc bộ của chúng ta, và hôm nay là ngày mà các em người cá sẽ tập luyện. Ai? Xin chào bạn Mina. Trời ơi, người cá Mina em không biết. Tuần rồi em không đi Vũng Tàu với bạn ấy à? Không có. Thấy chưa, trở thành người cá bạn bè đông quá. Bởi vậy giờ các người cá không thể nhớ nổi lẫn nhau. Tự nhiên đi về. Ok. Em đã bỏ lỡ cơ hội chơi với rái cá rồi em biết không? Đây. Em về em tắt lắm luôn. Rồi. Xin giới thiệu với bạn người cá mới. Trước tiên bạn giới thiệu tên của bạn đi. Ngồi xích lại đây nha. Mở kính ra nè. Bạn tên gì? Bảo Hân, đúng không? Người cá Huế. Bạn ấy là tên bạn ấy là Bảo Hân. Rồi. Bảo Hân. Rồi được rồi, em giới thiệu tên em với bạn đi. Rồi. Ừ. Em là tên gì? Bạn ấy tên là Sophia. Rồi em tên là Khai. Rồi, em tên. Em tên là gì? Mina. Ok, bây giờ bạn người cá Bảo Hân. Wow, hôm nay là một ngày tập luyện có nhiều người cá xuất hiện quá. Có thêm hai bạn người cá mới đang đến. Thôi, Mina ơi, bây giờ em chuẩn bị vô bơi chung với bạn Bảo Hân luôn ha. Rồi Bảo Hân, em đứng dậy tập cho Bảo Hân cái bài khởi động. Đứng lên lớp the tree hả? Lớp the tree. Cái bài tập khởi động này khi mà em kết hợp bơi người cá đó Bảo Hân, sẽ giúp cho em á lượng sóng tốt hơn. Ok. Rồi nâng tay lên. Giơ thẳng tay lên trời. Gặp người lại. Đúng rồi. Sophia làm đúng nè. Gặp gối lại. Nâng mông lên duỗi thẳng người ra. Đúng rồi. Rồi, cái động tác là như vậy. Ô, em làm được đẹp vậy luôn á hả? Tốt lắm á. Rồi, em kết hợp thở nha. Gặp người lại hả miệng ra hít hơi vào. Không, làm chậm thôi. Gặp người lại hả miệng ra hít hơi vào. Xong rồi ngậm miệng lại. Nâng mông duỗi thẳng người lên. Dương người lên phía trước. Rồi xong thở nhẹ ra bằng mũi nha. Hả miệng ra hít hơi vào, gặp người lại. Nâng eo lên duỗi thẳng người lên. Thầy dạy em từ hồi mẫu giáo luôn hả? Ok. Em làm tốt lắm nhưng mà em làm chậm lại cho anh xem đi. Em làm nhanh quá. Xin chào người cá Basa, người cá Nissin. Hai bạn thay quần áo xuống đây tập bơi chung với các bạn người cá mới đến từ Huế nè. Dạ. Dạ, mấy bạn kia bơi buổi sáng rồi. Dạ. Em đi bơi nha. Rồi, tốt lắm, em đi bơi đi. Rồi, bây giờ ba bạn người cá có level nào là Mina, Tai và Sophia. Ba em ra bơi đều với nhau. Bơi 5 vòng cái hồ này. Bơi lắc đuôi một nhịp. Bơi chậm, ha. Đấy, các bạn thấy không? Tụi mình phải huấn luyện cho một đàn người cá em mỗi ngày như vậy. Nói chơi thôi, chỉ có 3, 5, 7 thôi à. Hôm nay là thứ 5. Và sự xuất hiện của người cá mới đến từ Huế làm cho tôi rất vui. Bởi vì bạn ấy đã có một chuyến đi dài vào tận nơi này và đến cái câu lạc bộ người cá này để học cái cách bơi kỹ thuật đúng cách của người cá. Và bây giờ tôi sẽ phải hướng dẫn cho bạn ấy cùng với hai bạn này luôn nha. Em sẽ tập trung bài bản với hai bạn đó luôn nha. Anh sẽ hướng dẫn bài bản cho em luôn. Tại hai bạn đó sẽ thành người cá quốc tế á, nên mình học theo chương trình của bạn. Mình sẽ lết ra ngoài đây xíu xíu đi. Đợi mấy bạn ra. Xong rồi mấy em ra ngoài đây với Tion nha. Em đi xích ra đây nè. Nằm xuống giống anh nè. Trường cái đu lại. Nó lết ra ngoài đây. Ở ngoài đây nó có cái bãi cát á. Đi đi đi.
Mình sẽ đứng đây nè Bảo Hân, tập cái bài đó chung với mấy bạn kia, đợi mấy bạn kia ra rồi mình tập luôn. Rồi bây giờ còn bạn nào muốn trở thành người cá nữa không thì đến với câu lạc bộ người cá Tion nha. Ở đây có rất nhiều bạn người cá dễ thương đang chờ đợi các bạn biến hình thành người cá để cùng các bạn tập luyện bơi lội, để một ngày không xa chúng ta sẽ cùng nhau đi hoạt động môi trường khắp thế giới. Bảo vệ thiên nhiên và động vật là nhiệm vụ mà tất cả các người cá cùng phải làm, và chống lại những điều tiêu cực trong xã hội. Muốn làm được như vậy, các em cần phải có sức khỏe tốt. Từ việc có sức khỏe tốt, các em sẽ không còn thèm muốn ăn thịt động vật nữa. Từ việc đó, các em lại có được nhiều trí tuệ. Trí tuệ đó lại giúp cho các em có được sự thiền định. Sự thiền định lại giúp cho các em có được sự giải thoát khỏi nỗi khổ thân tâm. Và tập để trở thành người cá thì các em phải vượt qua nhiều nỗi khổ. Thứ nhất là bây giờ nỗi khổ là làm sao phải bơi cho đúng kỹ thuật của người cá. Nên Tion sẽ cố gắng hướng dẫn cho em. Bây giờ để đơn giản, em cần nhớ 4 thứ cho Tion. Đó là hơi thở, xong rồi tới chân, xong rồi tới hơi thở, xong rồi tới tay. Đơn giản vậy nhớ không? Rồi, hít hơi vào chân, rồi thở nhẹ hơi ra, rồi tới tay. 4 cái thôi. Người cá chú ý 4 cái đó thôi nha. Bạn người cá Bảo Hân. Rồi, chúng ta sẽ bơi được. Em có gì đặc biệt không mà anh giúp cho em nổi tiếng? Thì hôm bữa em kêu anh nói là làm cho em cái gì đó. Anh đã làm cho em một cái kênh YouTube để em trở thành người cá bảo vệ tiên cá. Là em sẽ bảo vệ cho anh, chống lại những thiếu tiêu cực quay quanh anh. Anh hại đâu? Là những cái mà muốn làm hại anh. Được không? Giống như là cái người nào mà hại anh em bảo vệ. Ừ. Hồi nãy tôi mới bảo vệ Tion đó. Bảo vệ sao? Không hiểu. Là thí dụ như bây giờ có bạn nào nói là, thí dụ anh làm việc này là tốt vì các em đúng không? Cái bạn đó nói là, ơi, làm cái chuyện này tào lao. À. Thì em phải bảo vệ anh bằng cách là em chứng minh em đã bơi lội người cá giống anh. Em làm tốt. Em có được lợi ích gì? Nhưng mà lỡ như bạn đó không nói là ơi cái này là không bơi đúng. Bạn ấy có biết gì đâu mà bạn ấy bơi đúng. Chừng nào bạn ấy trở thành người cá giống như em thì bạn ấy mới biết được trở thành người cá là như thế nào, hiểu không? Anh Tion. Giống như em là người đang đứng trên đỉnh núi, bạn ấy đang ở dưới đỉnh núi. Bạn ấy nhìn lên giống như con ếch ngồi đáy giếng vậy, bạn ấy đâu biết được trở thành người cá là sao. Nên em có nhiệm vụ nói cho bạn ấy hiểu cũng được. Nhanh lên Nixon và Basa. Thay đồ lâu quá Nixon và Basa này. Anh nói làm sao mà con lấy cá cắn không? Ủa không, không phải đó là Ben, còn anh này là khác nữa. Khác vậy? Là cá cái gì? Cái gì? Biết sao em tươi bị cắn? Giỡn với cái cá. Không phải. Nè. Cái con sóc Mỹ gì của anh á. Phải, đúng rồi. Em định qua nhà anh chơi nè. Rái cá. Nè, Tion bị rái cá cắn nè các bạn. Tion cũng có giải thích là bởi vì rái cá không phải cắn Tion mà là nó không muốn Tion bắt nó. Nè. Tại mẹ Tion đó. Không thấy không? Tại mẹ Tion thì muốn bắt rái cá. Tại mẹ đâu phải tại tôi. Ừ. Mẹ Tion thì muốn bắt rái cá vô trong chuồng. Bởi vì nó chạy ra ngoài nó quậy quá. Còn Tion. Ừ. Còn Tion thì đã nói rái cá nó không muốn vô trong chuồng, phải để cho nó chơi. Tại bên mà mẹ của Tion nó mới bắt nó vô chứ. Bên không có ra xa là không có bắt đâu. Bởi vì mẹ Tion không hiểu được động vật nên
nên chỉ muốn làm theo ý của mình. Và kết quả là Tion dù hiểu được động vật nhưng mà Tion bị rái cá hại. Nhưng mà rái cá nó chỉ cảnh cáo, nó nói con không muốn vô. Bá! Rồi xong, nó cắn Tion một miếng nhỏ. Và bây giờ Tion đã lành lại. Tion, hồi nãy em mới bảo vệ một người cá tên tiên cá Tion. Đi xin ra rồi. Còn cá Pasa. Bảo Hân ra rồi, còn Pasa lâu quá vậy ta. Cái gì? Cá Pasa hả? Cá Pasa đang được sự hỗ trợ của Papa. Thôi, các em cùng đứng lên tập cái bài tập khởi động lớp The Tree đi. Mấy tụi mình luôn hả? Anh cần các em chú ý vô hơi thở cho tốt. Đứng thẳng lên, Nixin. Giơ hai tay lên cao, giống như mình đang nằm ngang trên mặt nước. Gặp người lại, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi nâng eo lên. Lượng người lên. Nâng duỗi ngực lên gì nè. Ưỡn ngực lên. Rồi thở nhẹ ra bằng mũi. Xong động tác đó rồi. Tiếp tục. Gặp người lại, hả miệng ra, hít hơi vào. Nâng eo lên. Duỗi người lên. Thẳng người ra. Thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Xong. Bài tập khởi động đó. Thôi sẽ kết hợp để bơi trong nước. Mấy em hiểu không? Rồi làm 10 lần cho anh coi. Bassa giờ chưa ra nữa. Chắc chuẩn bị qua Barcelona luôn quá. Các bạn ơi, sau nãy giờ tập luyện, các bạn người cá của Tion bắt đầu chơi tắm mưa. Các bạn hầu hết đã bơi tốt rồi. Bây giờ Tion sẽ cho một đàn cá bơi từ bên đây qua bên kia nha. Các em đã sẵn sàng hết chưa? Ok, bắt đầu. 1, 2, 3, xuất phát. Giống như là cái kiến mà lao xe ở trên xe hơi á. Cái cây lao kiến nha. Ok. Cái này nó đang không có được. Luna. Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày rất vui vì các bạn người cá ở khắp mọi nơi tập hợp về đây. Luna mất tích rồi. À, đây là bạn người cá đến từ Huế nè. Còn các bạn này đến từ ở đâu vậy? Sài Gòn hả? Tạm biệt người cá Bảo Hân nha. Về Huế chơi vui vẻ, mốt rủ Tion ra ngoài chơi nha. Lựa cho Tion cái hồ bơi đẹp, Tion dắt nguyên một đoàn người cá của chúng ta ra ngoài tập hợp ngoài Huế. Ok không?